chào ông bà cô chú. Hai. Căn nhà tăng năng chỉ tả. Xin chào. Hai. Xin chào. Bà. Xin chào. Này, mình看, tôi sẽ教你逛着咋吧。新早。新早。新早是嗨的意思。对，新早是。嗨。新早是嗨的意思。新早是嗨的意思。一个小猫咪。嗨嗨。一个小猫咪。耶，小猫咪来了，嗨。新早。新早。新早。Hôm nay ba bà cháu ở nhà bốc lạc nè cả nhà. Đây là lạc mà mẹ chồng San trồng đó. Thi thoảng thì lấy một ít ra xong mình bóc á, mình rang lên mình ăn dần, bóc cũng cho vào cái mình rang xong mình cho vào cái lọ như này này. Hi, San xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Phạm San Family Cuộc Sống Trung Quốc. Hai mẹ con San đang ngồi bóc lạc này cả nhà. Bà vừa mới bóc được một lúc ấy, bà lại mệt bà đi nằm rồi. Con Trạch để bóc lạc cho mẹ này. Thì mẹ chồng San ấy, trước thì con Trạch nó có đi học á, xong rồi bà ở nhà bà trồng lạc này, trồng ngô này, trồng rất là nhiều thứ. Rồi cứ trời mưa lại đem ra mình bóc á, mình để mình ăn dần. Đây. Bên này họ ấy bóc lạc, họ ấy dùng kìm ông bà cô chú ạ. San chưa dùng cái kìm để bóc lạc bao giờ, lần đầu tiên San biết đấy ạ. Ngày xưa nhà có chồng nhưng mà toàn dùng tay ấy, mà dùng tay bóc nó đau lắm ạ. Con Trạch nó dùng răng luôn đây. Mẹ cho con. Con chạy. Con chạy. Con chạy. Bên mình trồng lạc ấy, hay trồng cái loại mà lạc màu đỏ đúng không ông bà cô chú? Ở bên này họ hay dùng cái trồng cái đũa lạc màu trắng này này. Mà củ nào củ đấy to lắm ạ. Cho ông bà cô chú xem nha. Này, con sủ đấy, sủ. Cho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ê, con học băng. Học băng à, đi học băng à. Con giỏi quá. Con giỏi quá. Quá giỏi. Trời mưa ở bên ngoài đường không có một bóng người nào ấy ạ. Sắp đến Tết rồi mà chuẩn bị lại mưa tuyết ấy ạ. Lạnh lắm. Củ nào củ đấy rất là mập mạp. Sao phát hiện nhé, mình dùng cái kìm này mình bóc rất là nhanh luôn nhé. Mà không bị đau tay nữa. Thời tiết nó lạnh quá. Ừ. 你不是用牙齿吗？
牙齿。你光泽，你不是用牙齿？牙齿。牙齿。让。用中让。让。是外婆的意思，thế con có nhớ bà ngoại không? Con bảo con nhớ. Con nhớ. Con nhớ bà ngoại. Con nhớ mà mà. Nhiều lắm. Nhiều mà. Con yêu. Con yêu nhà. Ờ. Con yêu bà. Con yêu bà. Con yêu ông bà cô chú. Con yêu ông bà cô chú. Tuệ. Giỏi lắm, con giỏi lắm ạ. Con giỏi lắm. Bây giờ San dẫn Quang Trạch vào trong siêu thị mua cho con cái bàn chải đánh răng á. Cái bàn chải đánh răng ở nhà nó bị hỏng rồi. Đây là siêu thị đối diện với chợ, thường ngày San đi mua đồ ấy cả nhà. Ở trong siêu thị nói chung là cái gì họ cũng bán, quần áo nè, rồi hàng tạp hóa, hoa quả, rau dợ, nhưng mà ít người mua lắm ạ. Đa số là họ đi chợ thôi. Ví dụ như là hết tan chợ rồi mà họ quên mua cái gì đó thì họ mới vào trong siêu thị. Nay có mua cái bàn chải đánh răng cho Quang Trạch thì mình mới vào á. Mấy cái giấy dán màu đỏ này là hạ giá, người ta không bán đi được á, người ta phải hạ giá thôi. Ví dụ như cái này nước rửa bồn cầu á, bình thường người ta bán 19 tệ nhưng hôm nay giảm giá còn 14 tệ. Ngày hội đã bán đồ Tết, bánh Tết rồi ông bà cô chú ạ. Chợ cái túi nó to chưa ạ? Bánh này. Bánh này là 52 tệ. 52 tệ là tương đương 180.000 tiền Việt Nam. Bánh quy. Cái bánh này là bánh gì? Cái nấm. Như cái nấm. Giá cả từng hộp bánh bao nhiêu tiền là họ ghi hết ở đây ạ. Ở nông thôn siêu thị cũng to nhưng mà không có người mua mấy.
Ở bên trong siêu thị thì người ta có bật nhạc á, nên là San sợ bị dính bản quyền á, nên là mình phải tắt âm thanh đi. San mua cho Quang Trạch một cái bàn chải đánh răng. Cái này một cái là 13 tệ. Đắt ạ. 40.000 đồng Việt Nam. Cú nhỏ. Trời ơi, nó đem cả xe vào đây để cho Sam mua này ông bà cô chú. Ủa mày yêu bố tua thì ná nó cứ thưa cô lại can sửa mò. Ủa bố yêu à. Đây là bánh bông lan 19 tệ 8 nửa ký ạ. Quang Trạch thì muốn ăn thạch nhưng mà San nói là trời lạnh con không được ăn. Con nhìn cái túi thạch á, mua thạch được tặng cái xe đồ chơi ấy, nên là con thích lắm ạ. Nhưng mà mẹ cũng không mua cho con. Góc bên này thì họ bán đồ ăn vặt đấy cả nhà. Ngũ cốc nữa. Lại ngũ cốc. Một gói ngũ cốc là 23 tệ, tương đương với lại 80.000 tiền Việt Nam. Bữa mẹ chồng San có mua cá bò vàng này, mà mua nhiều quá nó rẻ nên bà mua nhiều ăn không có hết, để vào trong tủ lạnh á. Hôm nay San đem ra để nấu cháo cho Quang Trạch, nấu vài con thôi còn để mình xào á. Bình thường thì mình xào cái con cá ấy, Quang Trạch nó không ăn đâu bà cô chú ạ, là phải luộc ra xong bỏ vào cháo thì nó mới chịu ăn á.
Cái cá này nó nhỏ nên nó rẻ lắm ạ. 25.000 và mấy chục con. Ăn mấy bữa không hết. Ôi chạch. Nó nhìn thấy San luộc cá mà nó bảo nó không ăn đâu. Nhưng mà bỏ vào cháo ấy, bỏ vào cháo là nó ăn đấy. Cụ lại sang chơi. Cụ cứ ăn cơm xong là cụ lại sang chơi. Lào lào. Cụ sẽ cào dứ. Đây là anh chị con nhà thím sang thăm bà nội. Ở bên Trung Quốc thì họ khác với Việt Nam á. Con nhà chú thím, nếu mà mình kém tuổi á, mình phải gọi là anh chị. San xào xong món cá với lại nấu ít cháo cho Quang Trạch. Trong này có cá với lại gừng nữa. Gọi Quang Trạch xuống nó ăn. Ăn nóng chứ thời tiết nó lạnh á. Để một lát nữa là nó lạnh ngắt à. Mẹ, ông bà, cô chú. Hai. Ăn cơm. Ăn cơm chưa? Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Con mẹ, ông bà chú không có ăn cơm. Ừ. Con ăn đi nha. Ăn kia. Ăn kia. Ăn đây mẹ xào rau. Bà nội gọi bà xuống nhưng bà không xuống á. Chắc bà đang mệt ạ. Sao đi xào cái rau nữa đó. Ăn trước đi nhanh lên, con ăn đi nhanh lên. Nhanh. Lo lo. Chị ăn đi. Đi chưa la? Cụ ăn cơm rồi ạ. Phải chưa phải? Là lo chị ăn ạ. Mẹ chồng của San bà vừa đi ra chợ và mua bao nhiêu được củ sen để ông bà cô chú. Trong nó còn rất là nhiều đất luôn. Mình làm ấy, mình phải rửa sạch. Bà lại kêu San đi xào cho bà một đĩa. Ngày nào cũng ăn củ sen này, mua nhiều này về ăn dần đến Tết ấy. Nó
đi mời cụ ăn cơm. Hả là, lão lão chứ lão, mình phải đến qua lại. Nó chưa là đi quay đến chưa đấy, chúng ta đấy. Sao mà ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với lại gia đình của San nha. Đi ra mặt sờ. Bên ngoài nó lạnh, gió nó to lắm ạ. Dự báo thời tiết là ngày mai bắt đầu sẽ mưa tuyết nữa. Và nhiệt độ có thể âm tới 10 độ C. Mưa rét như này không đi đâu được. Con xe ba bánh này là con xe ngày nào mà San cũng đi chợ ấy cả nhà. Video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho hai mẹ con San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần tiếp theo nha.